Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Danh ca Tuấn Ngọc từng bị ung thư, giờ không dám nhìn vào bụng mình. Ở tuổi ngoài 70, danh ca Tuấn Ngọc vẫn có phong độ và những ca khúc trữ tình, nhưng ít ai biết rằng anh phải phẫu thuật giao kèo vì từng bị bệnh. Ở tuổi ngoài 70, danh ca Tuấn Ngọc vẫn rất phong độ với những ca khúc trữ tình, ít ai biết rằng anh phải nhờ phẫu thuật giao kèo vì từng bị bệnh. Dù đã hơn 70 tuổi nhưng danh ca Tuấn Ngọc vẫn giữ vững phong độ và truyền lửa đam mê của mình qua từng ca khúc. Giọng ca của ông rất khỏe, rất nội lực. Bao nhiêu năm tháng vẫn không từng lay động khi biết được cảm xúc cho khán giả. Thời gian gần đây ông thường xuyên về Việt Nam làm giám khảo một game show và cởi mở hơn về truyền thông. Chia sẻ về việc mình giữ phong độ giọng hát đầy nội lực dù đã bước qua tuổi 73, Tuấn Ngọc cho hay, tôi cũng có tập thể dục, thì thoảng có tập một chút để giữ gìn sức khỏe. Quan trọng là ăn uống điều độ, bà xã nấu ăn ngon nên tôi thường ăn ở nhà. Càng về già, tôi càng thấy mình càng hát sung hơn. Càng ngày, mình giỏi hơn nhiều chứ, nhưng giọng mình không thể tốt bằng thời xưa. Mình cứ điều độ thì giữ được giọng hát thôi. Danh ca Tuấn Ngọc kể mình từng bị ung thư. Năm 61 tuổi tôi thấy không còn khỏe nên đi soi dạ dày. Đàn ông từ 50 tuổi được khuyên nên đi soi ruột mà tôi soi lúc 61 tuổi quá trễ. Thời đó cắt polyp chứ không phải mổ hở, sau đó phải điều trị gì cả vì nó chưa truyền đi đâu. Thành ra mang tiếng ung thư nhưng mình chưa quen với nó. Thật sự tôi may mắn lắm, nếu là ung thư nhưng chưa là gì. Mới có dấu hiệu thì người ta cắt nó đi, rồi sau đó tôi lại bình phục và lại đi hát. Tâm sự về kỷ niệm khi can thiệp răng sau kéo, Tuấn Ngọc cho hay, mổ xong tôi có kỷ niệm là một vết sẹo 8-9cm. Thay đổi là mình cởi áo không dám nhìn bụng, bác sĩ khuyên nhiều thứ như đừng uống rượu, bớt ăn dầu mỡ. Tôi ăn uống kỹ hơn, hạn chế thịt đỏ, thời đó thực sự không biết ăn gì cho tốt, chẳng hạn cá hồi ăn tốt nhưng cá nuôi bây giờ cũng nhiều, người ta trích đủ thứ cho nó màu đỏ, vì cá nuôi thịt không đỏ, thành ra càng ngày càng phải để ý vấn đề ăn uống. Người nghệ sĩ hơn 70 tuổi kể về cuộc sống của mình ở bên Mỹ, tôi sống giản dị cùng vợ và ba đứa con với một cuộc sống đời thường như bao nhiêu người đàn ông khác. Tôi muốn có con cái làm sao phải biết trên biết dưới, sống ân nghĩa và có đạo đức là được rồi. Chúng suy nghĩ hơi tây nhưng không có nghĩa, lơ là với các giá trị gia đình. Tôi luôn đề nghị các con tự do ý kiến chứ không được quá trớn hoặc đặc biệt. Dù có Tây đến Mỹ cũng không có ăn cơm thì cũng phải mời người lớn tuổi. Tuy nhiên gia đình tôi, ba mẹ và con cái đều là những người bạn. Tôi dành nhiều thời gian cho âm nhạc, luyện giọng hàng ngày. Mỗi lần hát ở đâu tôi đều vào phòng thu ở nhà để tập dượt. Mỗi lần tôi đi diễn, trang phục đều phải hỏi ý kiến các con. Nếu các con đồng ý tôi mới mặc. Trong một cuộc trò chuyện mới đây, danh ca Tuấn Ngọc đã không ngại mở lòng để tâm sự cuộc sống của mình. Ông bảo đến tuổi này khó nhất là chiến đấu với các sự mắc cỡ của mình trên sân khấu. Dù đã hơn 70 tuổi nhưng ca sĩ Tuấn Ngọc vẫn giữ vững thái độ và truyền lửa đam mê của mình. Qua từng ca khúc, giọng ca của ông rất khỏe, rất nội lực, bao nhiêu năm tháng vẫn luôn lay động biết bao cảm xúc cho khán giả. Ông được ví là giọng ca xuất sắc nhất đàn tân nhạc Việt Nam qua các bài hát trữ tình sâu lắng và lời hát của ông có ảnh hưởng đến thế hệ sau này. Sinh ra trong gia đình con nhà nòi, khi cả gia đình đều đi theo con đường ca hát, bố của Tuấn Ngọc là Lữ Liên, thành viên trong nhóm nhạc hài AVT. Các chị em của ông cũng là ca sĩ có tên tuổi, ca sĩ Tuấn Ngọc đã đi theo con đường âm nhạc từ khi mới chỉ 4 tuổi, bước qua từng giai đoạn và tham gia vào chương trình lớn nhỏ khác nhau. Trước khi bước qua nước ngoài định cư và hoạt động dưới tư cách là ca sĩ hải ngoại, danh ca Tuấn Ngọc đã có dấu ấn âm nhạc làm nên tên tuổi của mình. Nói về lý do gần đây, ông thường xuyên về Việt Nam làm giám khảo, Tuấn Ngọc cho phóng viên viết. Việc làm giám khảo đến với tôi như một cái duyên, tôi xem làm giám khảo là cơ hội để tôi có dịp gặp gỡ, chia sẻ với các thí sinh thí nghiệm của mình, làm được điều gì tôi sẵn sàng làm. Khi được hỏi ở tuổi 72, trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống thì nỗi ám ảnh của ông là gì? Tuấn Ngọc cho hay, tất nhiên là càng lớn tuổi thì sẽ càng có nhiều mối lo hơn.
có khi đang làm chuyện này lại nhớ chuyện kia, không tự nhiên và hồn nhiên được như trước. Sợ thì chị sợ nhất là nói hờ, giờ tôi chịu rồi. Chứ hồi trước lên sân khấu tôi toàn đứng hát không à, tôi nghĩ bổn phận của ca sĩ là hát, tôi là anh không liên quan, cái gì đó là sai, sai ghê, sai không khó làm sao có nghệ sĩ. Sống ở đời phải biết ơn cuộc đời, nghệ sĩ phải biết ơn khán giả, phải đến gần thật với họ. Tôi thích hát phòng trà hơn sân khấu cũng là vì thế. Nhưng mà để nói thì cũng ít là ít, thà không biết còn vỗ ngực bảo mình biết tuốt, lớn rồi cái gì cũng biết, cái đó kỳ lắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.